Người đàn ông đăng ký hợp đồng thì kinh ngạc phát hiện, điều khoản phía dưới bị giấu có rất nhiều khiến ai khó lòng mà tưởng tượng được. Bà chủ thấy vậy liền ra hiệu cho người đứng bên cạnh. Nhưng khi gậy của đối phương sắp giáng xuống, anh ta lại nói rằng không có vấn đề gì. Người đàn ông lại không hề phát hiện ra cái bẫy chết người bởi vì cậu ấy căn bản không biết chữ, nên đã bị bà chủ xấu xa lừa để cậu ấy ký tên xuống hợp đồng. Cho đến hôm sau lúc thanh toán mới lộ rõ bản chất, cậu phải trả 10.000 đồng bạc trắng. À, ngoại trừ tiền phòng theo quy định mỗi dịch vụ khác đều phải trả thêm tiền. Chỉ là ngủ lại một đêm Wonka liền mất đi 10.000 đồng bạc trắng. Bây giờ cậu ấy không trả được tiền thì cũng không sao. Chỉ cần ở đây làm thuê 10.000 ngày thì cậu ấy có thể lấy lại sự tự do. Wonka nhìn tứ phía phát hiện bản thân không phải chỉ có mình mới là người bị hại. Phòng giặt đồ đến nhân viên kế toán của nhà hát. Họ cũng đều bị mắc bẫy của hợp đồng nên bất lực bị nhốt ở đây. Vất vả cả ngày lại xếp hàng như tù nhân đi vào phòng ngủ đơn. Ở đây mùa đông thì gió lùa, mùa hè thì mưa rột. Có thể ngủ giường hay không thì phải xem may mắn. Vòi nước thì có hai loại, một bên nước lạnh, một bên nước càng lạnh hơn. May mà cậu ấy không yêu cầu quá cao, tuổi đang còn trẻ lẽ ra nên có cơ hội đi ra bên ngoài học hỏi. Nghèo không đấu lại được tiền tài đâu anh Wonka. Wonka không tin tà ác liền đổ bát canh là cơm tối đi, chuẩn bị tự làm sô-cô-la để ăn. Hỏi cô gái, Wonka không dám tin trên đời lại có người chưa từng ăn sô-cô-la. Nguyên liệu để làm sô-cô-la ngon nhất trên thế giới đều ở trong nhà xưởng của cậu ấy. Đầu tiên nhỏ một chút mây sấm sét, sau đó nhỏ thêm chút tinh thể ánh sáng mặt trời. Như vậy sô-cô-la không những ăn ngon mà còn có ngụ ý sau cơn mưa tràn đầy hy vọng. Sau đó ấn công tắc, một viên sô-cô-la đám mây đã được ra đời. Sau khi Noodle nếm thử cảm thấy rất vui, nhưng cô ấy lại đặt sô-cô-la lên bàn. Bởi vì vị ngọt chỉ có thể mang đến niềm vui tạm thời thôi, mà những ngày tháng sau này sẽ càng khó khăn hơn. Wonka nói với Noodle chỉ cần mỗi ngày có thể giúp bản thân rời đi vài tiếng đồng hồ, thì sẽ giúp cô ấy có thể ăn sô-cô-la thoải mái. Nói xong hai người bắt đầu lên kế hoạch, ban ngày Noodle đưa một bức họa cho bà chủ. Nói rằng người đàn ông bên cạnh bà ta luôn ngưỡng ngộ, thật ra là một quý tộc có tiếng mà nhân bà chủ ân ái với người đàn ông kia. Wonka đã chế tạo ra máy giặt tự động ở trong phòng giặt sau khi chuẩn bị xong. Noodle thuận lợi giấu Wonka trong đống quần áo đi ra ngoài, nhất định có thể kiếm được một khoản lớn. Nhưng lúc Wonka lấy cái lọ ra lại không có gì bên trong. Hóa ra từ lúc Wonka bắt đầu làm sô-cô-la, mỗi tháng đều có một chú lùn màu xanh nhân lúc tối đến ăn cắp thành quả lao động của cậu ấy. Nghĩ cũng biết cái lý do điên dại này Noodle căn bản không chấp nhận được. Cô ấy cho rằng tất cả đều là Wonka lười biếng rồi mơ mộng. Thấy đối phương nói sữa để làm sô-cô-la đã dùng hết rồi, cô ấy liền thuận tay lấy bình sữa ở cửa hàng xóm, nói là những thứ này không thành vấn đề. Nhưng sô-cô-la của Wonka không thể dùng loại sữa bình thường để làm được. Cậu ấy muốn sữa của hươu cao cổ trưởng thành, cái này thì trong sở thú đúng là có. Nhưng hai người lại muốn trà trộn vào một cách náo loạn, thì nhất định phải có những kỹ năng khác. May mà họ may mắn chú lùn xanh không trộm cái này. Sô-cô-la tinh xảo kết hợp với ánh trăng đẹp mắt. Chỉ cần nếm thử một miếng thì có thể cảm thấy tinh thần vô cùng sảng khoái. Mà cậu ấy sinh ra đã là một thiên tài chế tạo sô-cô-la. Nhất định là bạn chưa từng nếm thử khả năng chế tạo sô-cô-la của Wonka. Chỉ cần nếm một miếng thì có thể khiến tóc của người địa Trung Hải trở nên dày hơn. Mà sô-cô-la giống như sở hữu ma pháp, Wonka muốn bao nhiêu thì có bấy nhiêu. Như là ruồi chùm này có thể làm thành sô-cô-la hạt. Một viên nhỏ thì có thể khiến người bay lên. Nhưng cảnh sát đã nhanh chóng đến hiện trường, dùng móc để kéo những người đang bay xuống. Hóa ra chỗ chế tạo sô-cô-la của Wonka đã chọc thức băng đảng sản xuất sô-cô-la ở đây. Ba người dùng đồ ngọt khống chế kinh tế của thị trấn và cảnh sát trưởng làm gian thương không cho phép bất cứ ai kinh doanh sô-cô-la ở đây. Hôm đó trời tối, trưởng quan đi gõ cửa nhà thờ một mình, đi qua phòng khách đi thẳng đến căn phòng bí mật. Ông ta đưa sô-cô-la cho Linh Mục một cách thuần thục, mà Linh Mục là người mà bạn không hề xa lạ. Ăn sô-cô-la xong, Linh Mục kéo công tắc tạm biệt trưởng quan, mà căn phòng bí mật này thật ra là một cái thang máy. Đi thẳng xuống chính là phòng làm việc của băng đảng chế tạo sô-cô-la. Lần này ba người tìm trưởng quan chính là muốn phong sát hoàn toàn cái người tên Wonka, nên biết là tên nhóc này không chỉ làm cảm động mấy người. Giá của mỗi viên sô-cô-la đều thấp đến mức khó tin. Băng đảng HII vọng trưởng quân có thể đuổi cậu ấy ra khỏi thị trấn. Để thể hiện thành ý, cố ý chuẩn bị 1.800 hộp sô-cô-la làm quà tạ lễ. Mà lúc này Noodle và Wonka vì lấy được sữa hươu cao cổ, lấy lý do phần thưởng lao động tặng cho chú bảo vệ một phần quà nho nhỏ. Nhưng thật ra bên trong là viên sô-cô-la có nhân rượu do Wonka đặc chế. Lớp bên ngoài là nấm cháp của sâm panh, ăn đến phần giữa thì sẽ có vị rượu nho trắng. Mà chú bảo vệ ăn xong cũng trở nên yêu đời hơn, nhân lúc chú bảo vệ say xỉn. Hai người thuận lợi đi vào khu nuôi dưỡng động vật to lớn. Wonka nhìn lên chữ ở bảng tên thì biết họ đã đến đúng nơi rồi. Lúc đầu hươu cao cổ vô cùng cảnh giác với vị khách không mời. May mà Wonka đã chuẩn bị trước, kẹo vị bạc hà là cái hươu cao cổ thích ăn nhất. Chuẩn bị công việc xong, hai người bắt đầu làm việc. Wonka vừa vắt sữa vừa tò mò về thân thế của Noodle. Cậu muốn biết cái tên đặc biệt đó là ai đặt cho.
mà cô gái lấy cái dây chuyền có chiếc nờ ở trên, nói là món đồ duy nhất mà bố để lại cho cô ấy. Sau đó hai người nhân lúc trời tối quay về thị trấn. Ai biết đâu vừa xuất hiện cảnh sát trưởng đã tìm đến họ. Ông ta ấn đầu Wonka xuống nước ép Wonka dừng bán sô-cô-la. Mà đợi hai người quay về được khách sạn thì những người ở phòng giặt đã đợi họ mấy tiếng rồi. Biết Wonka đang muốn bán sô-cô-la ở thị trấn, ông lão giàu kinh nghiệm vừa nhìn thì đã nhận ra là do băng đảng sô-cô-la giở trò bị lừa đến đây. Ông ấy từng là kế toán của băng đảng đó, Sally Hawkins. Một cơ hội vô tình, ông ấy phát hiện đối phương lại chuẩn bị hai bản tài liệu giống nhau để trốn thuế. Nhiều năm như vậy, ba người họ làm ăn dối trá. Thông qua việc làm sô-cô-la trong máy kiếm được lợi nhuận cao, phần bị xay nhuyễn sẽ bị giấu ở dưới mật thất của nhà thờ, do linh mục và 500 người thích ăn sô-cô-la bảo vệ. Dựa vào mấy ngàn viên sô-cô-la làm ăn bất lương, sô-cô-la của băng đảng đánh bại mọi đối thủ cạnh tranh, thấy bây giờ họ đã nhắm vào mình. Một người luôn lạc quan như Wonka cũng không biết nên làm sao mới tốt. Nếu như vẫn muốn tiếp tục bán sô-cô-la, họ phải tự nhiên như không khi cảnh sát đến. Nhưng trên phố không bằng trên sân khấu. Sau khi nếm thử sô-cô-la của Wonka, mọi người ở đây đều lần lượt muốn tham gia vào kế hoạch của anh, họ đều có tài năng riêng của mình. Thế là ngày thứ hai, Wonka chính thức giới thiệu sô-cô-la của cậu ấy đến dân chúng. Cuộc sống khô khan của họ đã bị một viên sô-cô-la thần kỳ thay đổi. Người tự ti tìm lại được sự tự tin, người hói đã mọc được tóc. Lượng tiêu thụ sô-cô-la tăng lên, cả thành phố đều chìm đắm trong hương vị ngọt ngào. Mà mỗi lần cảnh sát đi tuần tra đi qua, Wonka đều có thể trốn thoát qua đường ống nước, tất cả đều rất thuận lợi. Cho đến một ngày, cảnh sát trưởng tham ăn sô-cô-la đã tăng cân hơn 100 cân. Vô tình phát hiện nửa mảnh sô-cô-la rơi dưới chỗ đường ống nước, thì mới hiểu ra cách mấy người thật sự biến mất. Ông ấy phái người đi canh giữ những nơi gần đây. Mà lúc này một thân hình nhỏ bé khác cũng đang nhắm vào sô-cô-la của Wonka. Nhưng hắn ta không ngờ đã đi vào cái bẫy anh đặt sẵn. Đây chính là người lùn của Wonka, nó đến từ một hòn đảo xa xôi tên là Opal Lampa. Qua một đoạn thời gian cách mấy tháng, nó sẽ lén trộm một hộp sô-cô-la. Bởi vì Wonka đã trộm số lượng lớn quả cacao ở chỗ họ, thân là người đầu tiên làm mất quả. Chú lùn phải đi để lấy lại số sô-cô-la tương ứng để bổ sung tổn thất cho đảo. Nói xong nó bảo Wonka đưa cái nồi nhỏ cho nó, kết quả Wonka bị đánh xương chán. Chú lùn từ chối đàm phán, ôm hộp sô-cô-la đầy áp đi. May mà chút tổn thất này không đáng là gì. Bởi vì đồng đội đã tìm được một cửa hàng lớn ở trung tâm thành phố, chỉ cần có tên tiệm thì có thể kinh doanh hợp pháp. Mấy người cũng không sợ cảnh sát trưởng đến gây phiền phức. Nhưng thời gian đầu, băng đảng sô-cô-la khi nghe tin họ sẽ mở cửa tiệm, Sally Hawkins đến tìm bà chủ khách sạn, nói rằng bản thân sẽ cho bà ta một cơ hội kiếm một món tiền lớn. Sáng sớm ngày thứ hai, cửa tiệm của Wonka chính thức khai trương. Ở đây giống như tiên cảnh tràn ngập kẹo ma pháp. Tất cả những gì bạn nhìn thấy đều có thể ăn được. Nhỏ thì có thể bay lên tận mây xanh, ở đây mọi người không chỉ có thể ăn sô-cô-la ngon nhất, mà càng có thể tìm được hương vị thời thơ ấu. Ai cũng vui vẻ, nhưng lúc họ chuẩn bị về nhà thưởng thức sô-cô-la, thì chuyện ngoài ý muốn lại xảy ra, ông ấy mọc ra tóc xanh nước biển. Niềm vui háo hức của mọi người liền bị phá hỏng, ném bỏ sô-cô-la rồi nói nó có độc, đập phá cửa tiệm tâm huyết của Wonka. Thấy thời cơ đã đến, băng đảng sô-cô-la cũng tìm đến, Sally Hawkins nói với cậu ấy, hy vọng Wonka có thể rời khỏi đây và đừng bao giờ làm sô-cô-la nữa. Mà để bồi thường, ông ta đã chuẩn bị điều khoản ở trong khách sạn đưa cho cậu ấy. Để Noodle có thể có một cuộc sống bình thường, Wonka đồng ý với yêu cầu của họ. Cậu ấy thu dọn hành lý lên một con thuyền nát, mà chú lùn như kẻ thù lại đi theo cậu ấy. Chỉ cần một hộp sô-cô-la cuối cùng thì nhiệm vụ giữa Opal Lampa và Willy Wonka có thể kết thúc. Đáng tiếc cậu ấy đã hứa không làm sô-cô-la nữa, ngơ ngác một hồi. Wonka nhìn lòng bàn tay của mình, phát hiện ra một thứ thú vị. Đó là dấu chiếc nhẫn của Sally Hawkins trên bàn tay cậu ấy. Mà cái hình này giống hệt chiếc vòng của Noodle. Điều này đột nhiên khiến Wonka ý thức được Noodle có thể sắp gặp chuyện. Phía bên này, bà chủ cầm được tiền đã giải trừ điều ước quá quát kia. Mọi người có lại sự tự do, chia tay nhau rời khỏi khách sạn. Ai biết đâu đến lượt Noodle, cái ông mập mạp lại đóng cửa phòng lại. Sally Hawkins đã ra giá gấp 3, không phải là để thả cô ấy, mà là muốn bắt cô ấy ở lại. May mà Wonka kịp thời xuất hiện và đồng đội chưa đi xa, mọi người quyết tâm lật đổ băng đảng sô-cô-la. Bước đầu tiên của kế hoạch, Noodle giả vờ làm cô bé muốn ăn kẹo, nhét một nắm kẹo bạc hà vào túi của linh mục. Đợi chuẩn bị xong mọi thứ, cuối cùng nhân vật chính đã xuất hiện. Sự xuất hiện của hươu cao cổ khiến cho nhà thờ yên tĩnh bỗng trở nên loạn cào cào. Linh mục hoảng sợ gọi điện thoại cho trung tâm cứu trợ. Ai cũng biết người nhận điện thoại cũng chính là người của Wonka. Người nhận cuộc gọi đã chuyển máy cho người diễn kịch, mà người đằng sau cùng đang mô phỏng tiếng kêu của động vật. Không lâu sau, ông lão cải trang thành nhân viên quản lý động vật, thành công đưa người của Wonka vào trong nhà thờ. Đi qua thang máy bí mật, họ đã đến căn cứ địa dưới lòng đất của băng đảng sô-cô-la. Họ tìm kiếm một hồi lâu, cuối cùng đã tìm thấy quyển sổ trốn thuế. Nhưng sau đó miệng súng của Sally Hawkins đã nhắm thẳng vào họ. So với Wonka, người anh ta càng muốn tiêu diệt chính là Noodle.
bởi vì đối phương chính là con gái riêng của anh trai anh ta. Năm đó vì để kế thừa toàn bộ gia sản, cô ấy vừa ra đời đã bị anh ta vứt đến chỗ đường cống nước. Bà chủ mở ra thấy dây chuyền chữ N, liền đặt tên cho nó là Noodle. Trên thực tế là chữ cái Z đại biểu cho gia tộc Slugworth. Sally Harkin thẳng thắn thừa nhận tội năm đó bởi vì anh ta đã quyết định sẽ giết người diệt khẩu. Mà nơi giết họ lại là kho sô-cô-la cô đặc say nhuyễn. Trước lúc chết, Wonka hy vọng Sally Harkin có thể giúp cậu một chuyện. Có thể đem hộp sô-cô-la cuối cùng này giao cho người Opal Lampa để hoàn thành nhiệm vụ. Nhưng đối phương vừa đồng ý thì sau lưng lại ăn sạch hết số sô-cô-la đó. Họ không biết rằng trước khi người Opal Lampa hoàn thành nhiệm vụ thì sẽ không từ bỏ sô-cô-la của họ. Anh ấy ngắt cầu giao điện dừng lại quá trình xả sô-cô-la trong kho. Cứu được họ thoát khỏi cảnh bị thiếu khí, họ giao hồ sơ trốn thuế cho cảnh sát trưởng. Trong này có ghi chép đầy đủ toàn bộ quá trình phạm tội của họ, mà trong đó có cả nội dung cấu kết với cảnh sát trưởng. Thấy sự tình sắp bị bại lộ, ba người định chạy trốn, nhưng chưa chạy được lâu thì đã bay lên trời. Bởi vì khi nãy họ đã lén ăn sô-cô-la trôi nổi của Wonka. Cậu ấy bảo đồng đội mở áp điện lên, khiến cho sô-cô-la say nguyễn bay tung tóe ở đài phun nước. Người dân thị trấn đã thực hiện được ước mơ ăn sô-cô-la thỏa thích. Mà hành trình của Wonka vẫn chưa kết thúc, Wonka đưa người Opal Lampa đến một tòa thành cổ. Cậu ấy muốn lập ra một công xưởng sản xuất sô-cô-la lớn nhất thế giới ở tại đây. Cứ thế anh đã xây dựng lên đế chế kẹo ngọt lớn nhất thế giới. Trước mặt các bạn chính là một cung điện hoàn toàn xây bằng sô-cô-la. Bên trong có 100 căn phòng, đá ốp cũng là từng thanh sô-cô-la. Bê tông được làm từ nước sốt sô-cô-la. Thiết bị nội thất toàn bộ đều được làm từ sô-cô-la. Hoàng tử Ấn Độ vô cùng mãn nguyện nên cùng người mình yêu vui vẻ sống tại cung điện này. Kết quả không bao lâu đã xảy ra chuyện không mong muốn. Đột nhiên một giọt sô-cô-la rơi vào mặt hoàng tử, rồi dần dần tòa cung điện bị tan chảy. Nhà thiết kế cung điện sô-cô-la này là một anh chàng tên Willy Wonka. Anh chàng này có nhiều màu sắc độc lạ. Những chiếc kẹo ảo thuật anh làm ra đều khiến cả thế giới điên cuồng vì nó. Cuối cùng nhà máy sản xuất sô-cô-la lớn nhất thế giới được ra đời, nhưng chưa mở được bao lâu thì đã đóng cửa. Bởi vì có một nhà kinh doanh không tốt đã ganh ghét với anh, vì muốn đánh cắp công thức bí mật của anh. Hắn đã âm thầm trà trộn vào đội ngũ công nhân của công xưởng. Vì vậy mà Wonka phải cho toàn bộ công nhân nghỉ việc và tuyên bố sẽ mãi mãi đóng cửa nhà máy này. Nhưng cuối cùng mọi người phát hiện nhà máy sản xuất sô-cô-la này một lần nữa được hoạt động trở lại. Điều quái lạ đó là không hề có bất kỳ người nào bên trong nhà máy. Vậy rốt cuộc đống sô-cô-la đó được sản xuất ra bằng cách nào? Trong mắt của tất cả mọi người đều là việc không thể giải thích được. Và một hôm cơ hội giải đáp vấn đề này đã đến rồi, trên phố đột nhiên dán đầy những cáo thị. Nói rằng Wonka trong nhà máy sản xuất sô-cô-la đang giấu 5 tấm vé tham quan. 5 bạn nhỏ đạt được giải thưởng sẽ có cơ hội tham quan nhà máy sô-cô-la thần bí. Hơn nữa trong đó một người sau khi tham quan xong sẽ nhận được giải thưởng đặc biệt từ Wonka. Charlie là một đứa trẻ 5 tuổi. Cả nhà gồm 5 người ở trong một căn nhà sập sệ. Một ngày 3 bữa đều ăn thức ăn thừa nhặt ở chợ về. Mùa đông không mua nổi lò sưởi, cả nhà chỉ có thể đắp một chiếc chăn để sưởi ấm. Nhưng cho dù là thế, nhà Charlie lại sống vô cùng hạnh phúc. Chuyện mà Charlie thích làm nhất chính là nghe ông kể chuyện về sô-cô-la. Nhưng nhà Charlie vì quá nghèo chỉ có thể trơ mắt nhìn từng tấm vé một bị người khác tìm thấy. Người phát hiện ra tấm vé đầu tiên là Augustus. Sở thích duy nhất của cậu bé là ăn, mỗi ngày đều phải ăn vô số sô-cô-la. Lúc nhai sô-cô-la cảm giác như có gì đó kẹt trong răng. Lấy ra xem thử phát hiện là vé mời tham quan nhà máy. Người sở hữu tấm vé thứ hai là một cô bé nhà giàu. Veruca muốn có vé tham quan nên đã bảo bố mua hết sô-cô-la của cả thành phố. Thuê hàng trăm người công nhân không ngừng tìm kiếm vé tham quan. Cuối cùng cũng tìm được một tấm sau một tháng. Bố của Veruca bảo cho dù con gái muốn gì thì ông ấy cũng sẽ làm theo. Người bố này tin rằng không có thứ mà tiền không mua được. Tấm vé thứ ba bị một cô bé hiếu thắng phát hiện. Violet có cơ cắn rất phát triển, là quán quân nhai kẹo xinh găm của thế giới. Mẹ của Violet dạy cô bé rằng con người sống là để giành vị trí đầu. Cho dù làm chuyện gì cũng nhất định phải giành được quán quân. Cô bé hoàn toàn không có hứng thú với sô-cô-la, chỉ là muốn có được phần thưởng bí ẩn. Người phát hiện tấm vé thứ tư là một cậu bé thiên tài. Mike có trí tuệ hơn người sùng bái khoa học. Cậu ấy dựa vào cách tính toán khoa học mà tìm ra được vị trí của tấm vé. Mike tin rằng trên thế giới chỉ có khoa học mới là cao quý nhất. Không có vấn đề nào không thể giải quyết bằng khoa học. Charlie nhìn những đứa trẻ may mắn này một cách ngưỡng mộ. Cậu ấy yêu sô-cô-la hơn ai hết nhưng lại không có duyên với nhà máy sô-cô-la. Người nhà đã nhận ra suy nghĩ của Charlie và hôm sinh nhật của Charlie đã mua cho cậu bé một thanh sô-cô-la. Vào lúc này trên thế giới chỉ còn lại tấm vé cuối cùng. Charlie cẩn thận gỡ giấy bọc ra, cả nhà đều nín thở theo. Charlie cẩn thận xé giấy bọc ra, bên trong không có vé tham quan. Tất cả mọi người đều nhận ra sự thất vọng của Charlie. Mẹ an ủi Charlie, ít nhất con còn có thanh sô-cô-la. Charlie đã nhìn người nhà rồi chia sô-cô-la cho mọi người. Trong căn nhà gỗ cũ kỹ đã ngập tràn mùi thơm của sô-cô-la. Vào một ngày nọ, Charlie đã phát hiện tờ 10 đô trong tuyết.
cậu ấy bất ngờ nhặt lên cầm lấy mua một thanh sô-cô-la. Điều bất ngờ là Charlie đã trúng thưởng, cậu ấy gỡ giấy bọc ra. Bên trong là tấm vé tham quan cuối cùng trên thế giới. Charlie phấn khởi chạy về nhà, cả nhà đều vui mừng vì cậu ấy. Nhưng khi Charlie bình tĩnh lại đột nhiên bảo không muốn đến nhà máy sô-cô-la nữa. Nguyên nhân là vì bố đã thất nghiệp, cả nhà mất đi nguồn kinh tế duy nhất. Việc duy trì gia đình cũng vô cùng khó khăn. Nếu như bán vé tham quan đi thì cả nhà có thể sống cuộc sống sung túc. Nhưng người nhà nói với Charlie trên thế giới có vô số tiền, nhưng chỉ có 5 tấm vé tham quan mà thôi để thực hiện ước mơ của Charlie. Mọi người nguyện từ bỏ cơ hội trở nên giàu có chỉ trong một đêm. Charlie và ông nội đến trước cửa nhà máy, ở đây còn có 4 người may mắn khác. Cùng với một đoạn nhạc hài hước, một người kỳ lạ đeo nón đã đến trước mặt bọn họ. Ông kích động nói với Charlie đây chính là Willy Wonka bí ẩn. Wonka đã chào mừng bọn họ một cách nồng nhiệt, xoay người đẩy cửa ra. Charlie và ông đều rất phấn khởi. Bọn họ sắp bước vào nhà máy sô-cô-la bí ẩn nhất. Nhưng ở nơi mà không ai chú ý đến, Wonka đã lộ ra nụ cười kỳ lạ. Ở nhà máy này rốt cuộc đã che giấu bí mật gì? Đi vào bên trong nhà máy, tất cả mọi người đều cảm thấy kinh ngạc. Đây lại là một thế giới được làm từ sô-cô-la. Tất cả cây cối đều được làm từ kẹo, bùn đất là sô-cô-la vụn, còn trong sông là hỗn hợp sô-cô-la ngọt ngào. Đây cứ như là một thế giới cổ tích, Willy Wonka nói một cách nhẹ nhàng. Mọi thứ ở đây đều có thể ăn được, mọi người cứ thoải mái. Nghe thấy câu nói này, Augustus bắt đầu lấy kẹo một cách thoải mái, phá hoại cây cối. Tất cả những thứ có thể chạm được đều bị Augustus nhét vào miệng. Nhưng cậu ấy vẫn cho rằng như thế là chưa đủ. Khuỵu người bên sông để uống hỗn hợp sô-cô-la. Bất cẩn rơi xuống sông bị hỗn hợp sô-cô-la cuốn trôi đi và cũng bị tuyên bố là bị loại. Lý do Augustus bị loại chính là sự tham lam. Mất đi cơ hội tiếp tục tham quan, Charlie kinh ngạc khi phát hiện một nhóm người lùn. Họ là công nhân của nơi này, tất cả sô-cô-la của Willy Wonka đều được nhóm người lùn này sản xuất ra. Đây cũng là lý do tại sao trong nhà máy không nhìn thấy công nhân. Trong nhà máy đang sản xuất một loại kẹo sinh gum mới. Wonka tự hào nói với mọi người, trong từng thanh kẹo sinh gum đều có 3 vị khác nhau. Violet Hiếu Thắng đã kích động, cô bé là quán quân nhai kẹo sinh gum. Bây giờ cô bé muốn trở thành người đầu tiên được ăn kẹo sinh gum mới. Nhưng Wonka nói rằng kẹo sinh gum này vẫn chưa hoàn thành khâu sản xuất. Bây giờ ăn vào sẽ có vấn đề. Rất nhanh chóng cơ thể của Violet bắt đầu trương phình lên. Cô bé trở thành một trái Việt quất to đùng. Cô bé mất tư cách tiếp tục tham quan. Lý do Violet bị loại chính là sự kiêu ngạo. Sự kiêu ngạo khiến cô bé không thèm để tâm đến mọi thứ. Bỏ quên chuyện quan trọng hơn việc chiến thắng, 3 đứa trẻ còn lại tiếp tục đi về phía trước. Khi đi vào nhà máy quả hạch, ở đây một nhóm sóc đã được huấn luyện chuyên nghiệp đang lột quả hạch một cách thành thạo. Wonka nói với mọi người, sóc có thể nhận ra quả hạch có chất lượng tốt hay không. Anh ấy có thể sản xuất ra sô-cô-la quả hạch ngon nhất. Chính là nhờ đám sóc này, nhìn thấy chú sóc đáng yêu Veruca vô cùng kích động. Cô bé muốn có một con sóc, ra lệnh cho bố phải mua cho mình. Nhưng Wonka từ chối bán, Veruca bướng bỉnh đã nổi giận tự trèo xuống để bắt. Sóc chưa từng thấy con người, tưởng cô bé là một quả hạch khổng lồ bị hư, nên đã vứt cô bé vào thùng rác. Vấn đề của Veruca là sự ương bướng. Việc bố quá nuông chiều đã khiến cô bé trở nên bướng bỉnh. Tưởng rằng bản thân có thể có được tất cả, bây giờ chỉ còn Charlie với Mike. Rất rõ ràng quán quân sẽ là một trong hai bọn họ. Wonka dẫn hai người đến trạm cuối cùng, phòng TV công nghệ cao. Ở đây có thiết bị truyền tải thần kỳ, có thể đưa sô-cô-la đến tay của khán giả thông qua TV. Mike đã không thể đứng nhìn, cậu bé đã lớn tiếng trách Wonka. Anh phát minh ra máy móc tân tiến như thế lại chỉ dùng nó để bán sô-cô-la. Cậu bé đã khởi động máy truyền tải nhưng lại bị thu nhỏ bởi bộ máy và đưa vào bên trong của TV, cũng không thể tiếp tục tham quan. Cho nên Charlie đã trở thành người may mắn duy nhất. Wonka nói với Charlie, cậu đã trở thành người chiến thắng, sẽ được thừa kế cả nhà máy sô-cô-la. Khi Charlie với ông chưa kịp vui mừng thì Wonka đã nói với họ, cái giá phải trả sẽ là rời xa người nhà, sống trong nhà máy sô-cô-la. Charlie đã từ chối cậu ấy, nói với Wonka. Lý do cậu ấy thích sô-cô-la chính là vì có thể chia sẻ với người nhà. Nhà máy sô-cô-la to lớn và hiện đại, nhưng nếu không có người nhà thì còn không bằng căn nhà gỗ sập sệ của cậu ấy. Wonka không hiểu được tại vì anh ấy chưa từng được cảm nhận tình thân. Bố của anh ấy là một nha sĩ, đó giờ không cho phép Wonka ăn sô-cô-la. Charlie phát hiện Wonka tuy thành công nhưng lại không hề vui vẻ. Cậu ấy đã cùng Wonka đi gặp bố, bố không nhận ra Wonka. Tưởng là bệnh nhân đến khám răng nên đã kiểm tra răng một cách nghiêm túc, nhưng lại phát hiện răng của Wonka rất khỏe mạnh. Charlie phát hiện ở trong phòng khám nhỏ của bố Wonka đã dán đầy những bài báo liên quan đến Wonka. Cho dù là bài báo nhỏ đến đâu đi nữa, cũng được bố Wonka sưu tập cất giữ như báu vật. Nhiều năm trôi qua, thực ra bố sớm đã hối hận. Mỗi ngày ông ấy đều nhớ con trai, Wonka nhìn bố. Hai bố con đã nhận ra nhau, ôm lấy nhau mà không nói lời nào. Cuối cùng Wonka đã cho cả nhà Charlie dọn vào nhà máy sô-cô-la. Bọn họ sống chung với Wonka, Wonka đã có được những người thân đáng yêu. Từ đó về sau, trong thế giới của anh ấy ngoại trừ sô-cô-la, còn có tình yêu và tình thân. Bộ phim hôm nay đến đây là hết.
Cảm ơn các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin chào và hẹn gặp lại.